Thưa quý vị và các bạn, ung thư, cái tên của căn bệnh đáng sợ ấy đã lấy đi sinh mạng của bao nhiêu người và đang khiến không ít người hàng ngày phải đối mặt với nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần. Bên cạnh đó, còn gánh nặng về kinh tế, đủ khiến cho nhiều gia đình phải khánh kiệt. Chính vì thế, khi vụ việc VN Pharma nhập thuốc chữa ung thư giả bị phanh phui, nhiều người bệnh cảm thấy vô cùng đau đớn vì không ngờ vẫn có kẻ nhẫn tâm trục lợi trên nỗi đau của họ. Trong chuyện tối nay, chúng tôi sẽ cùng tìm hiểu về suy nghĩ của những bệnh nhân ung thư về vụ việc đang gây xôn xao dư luận những ngày qua. Gánh nặng thuốc men hàng ngày đang bào mòn kinh tế gia đình họ như thế nào? Và vị khách mời ngày hôm nay là chị Trần Thị Cẩm Bào, là người đã bị ung thư vú trong suốt 5 năm qua và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Trước tiên thì xin được cảm ơn chị Bào đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Chị Bào thân mến, trong những ngày qua thì dư luận không khỏi bức xúc về sự việc là công ty VN Pharma đã giả mạo giấy tờ để nhập về hơn 9.000 hộp thuốc chữa ung thư. Ở góc độ là một người bệnh nhân ung thư thì chị có cảm giác, có suy nghĩ như thế nào trước sự việc này ạ? Trước tiên, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến khán giả xem chương trình VTC14 và những người đồng bệnh của tôi. Bản thân là một người bệnh nhân ung thư, khi mà nghe cái tin như vậy thì không những là bản thân tôi mà tất cả những người đồng bệnh của tôi, thật sự là họ bị sốc, rất là hoang mang và quá lo sợ vì mình đã mắc một cái căn bệnh như thế này, đã là một cái nỗi ám ảnh, một nỗi đau. Và bây giờ nhận được những cái tin như thế thì thật sự không phải là không thể nào mà tưởng tượng được. Và bản thân tôi lên án cái hành vi bất nhân đối với những người bệnh nhân. Vâng, quả thực đó là một thông tin, là một cú sốc rất là lớn, không chỉ đối với những bệnh nhân ung thư giống như chị Bào mà với chúng tôi cũng như vậy. Mặc dù là đến thời điểm này thì Bộ Y tế đã khẳng định là trong số hơn 9.000 hộp thuốc giả đó, dù không có viên thuốc nào được lọt ra ngoài thị trường cũng như là được đưa vào sử dụng tại các bệnh viện, và tại Bệnh viện Ung bướu mà nơi mà chị đang điều trị hiện nay, thì chị đã từng nghe đến tên loại thuốc này hay chưa ạ? Thực sự trong 5 năm tôi đi điều trị thì tôi chưa bao giờ nghe cái tên thuốc này ở bệnh viện. Và tôi cũng có tìm hiểu bản thân cái thuốc này nó đưa vào để sử dụng các cái căn bệnh ung thư, ví dụ như là ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư đại tràng. Thì tôi cũng, vì tôi là người bệnh nhân ung thư vú, do vậy tôi có chia sẻ với các bác sĩ và trao đổi với lãnh đạo bệnh viện, thì rất là vui mừng là Bệnh viện Ung bướu Hà Nội không có cái danh mục thuốc đấy và không nhập để đưa vào sử dụng. Vâng, điều trị ung thư là một quá trình rất là dai dẳng với rất là nhiều những cái biện pháp khác nhau. Vậy với những bệnh nhân ung thư như chị thì thuốc có ý nghĩa như thế nào? Chị có thể chia sẻ với chúng tôi được không ạ? Là một người bệnh nhân nói chung cũng giống như là người bệnh nhân ung thư nói riêng, thuốc đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình điều trị. Vì quan trọng như vậy, họ mới đến bệnh viện để mà được các bác sĩ cho mình một cái sức khỏe tốt. Do vậy là người bệnh nhân nếu mà sử dụng phải cái thuốc giả thì thực sự là rút ngắn sự sống một cách oan uổng. Vâng, thưa chị Bào, tôi có nghe nói là thuốc trị ung thư thì rất là đắt. Vậy cụ thể đắt như thế nào thì chị có thể chia sẻ với chúng tôi cũng như quý vị khán giả được không ạ? Với bản thân tôi là một bệnh nhân ung thư vú, trong cái quá trình đi điều trị thì một đợt hóa chất trung bình một người bình như tôi có thể là chi trả từ 30 đến 40% trên cái đơn thuốc của phác đồ bác sĩ đưa ra, và sau đấy được bảo hiểm chi trả 80%. Đồng thời khi mình điều trị thì có một số loại thuốc mình phải tự mua để hỗ trợ trong quá trình điều trị. Do vậy, điều trị ung thư là một quá trình dai dẳng và đó là một nỗi ám ảnh trong cái nỗi đau về thể xác và ám ảnh về mặt tài chính. Vâng ạ, chị có thể chia sẻ cụ thể hơn một chút, trung bình chị đang phải chi phí như thế nào cho mỗi tháng điều trị được không ạ?
Ví dụ như với bản thân tôi á, thì phác đồ của tôi lại là bệnh nhân di căn. Thì cái việc di căn tái phát là khó tránh khỏi đối với người bệnh nhân ung thư. Và điều trị mang tính chất duy trì và lâu dài. Do vậy, một đợt chúng tôi cũng có thể là 2-3 triệu tùy theo cái phác đồ đưa ra của bác sĩ. Nhưng mà căn bệnh ung thư thì tất cả mọi người đều biết đó là một gánh nặng không phải cho bản thân, cho gia đình mà cho toàn xã hội. Dạ vâng, và như chị chia sẻ đó thì rõ ràng là để điều trị căn bệnh này là một gánh nặng kinh tế rất lớn. Và tôi đang muốn hỏi chị đây là chị có biết nhiều người đã phải bán nhà bán cửa đi để điều trị căn bệnh này không ạ? Bản thân khi tôi điều trị ở bệnh viện Ung bướu Hà Nội và những cái người bệnh nhân cùng phòng với tôi thì có những người ta đã bán từ nhà to, ví dụ như là 65 mét thì họ bán cái nhà đấy đi và mua lại cái nhà 20-30 mét để dư ra cái phần tiền đi điều trị. Và không chừng rồi đến một ngày nào đấy, bản thân tôi cũng như những người bệnh nhân vậy thôi. Dạ vâng. Vâng, qua những câu chuyện mà chị Bảo vừa chia sẻ thì tôi cũng có thể hiểu phần nào những cái khó khăn, những gánh nặng về cả mặt kinh tế đối với những gia đình như gia đình chị và những bệnh nhân ung thư khác đang phải gánh chịu. Vậy thì chị có cảm giác như thế nào, chị suy nghĩ như thế nào khi mà có những kẻ thậm chí là muốn trục lợi trên chính những cái nỗi đau của những bệnh nhân ung thư như chị ạ? Bản thân tôi, trong những năm tôi đi điều trị thì tôi hiểu được nỗi đau về thể xác, tinh thần, gánh nặng về tài chính. Do vậy, tôi cũng thường xuyên kêu gọi những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân hướng về cộng đồng bệnh nhân ung thư, chia sẻ cái nỗi đau. Nhưng mà thật sự là đến bây giờ tôi cũng không tưởng tượng được rằng là trong xã hội lại có người mà trục lợi trên nỗi đau của người bệnh nhân ung thư. Và không phải là bản thân tôi, những người đồng bệnh của tôi, và tôi nghĩ những người trái tim còn nhịp đập, họ cũng phẫn nộ và lên án những cái hành động bất nhân như vậy. Vâng, tôi có thể nhìn thấy được trong ánh mắt của chị Bảo bây giờ, đó là một sự xúc động rất là lớn, cú sốc rất là lớn trong tâm lý, đúng không ạ? Vâng, trong suốt 5 năm qua, trong suốt quá trình điều trị bệnh thì chắc hẳn là chị cũng biết rất là rõ về diễn biến bệnh tình của mình như thế nào. Vậy thì tôi chỉ giả sử thôi là nếu như chị và những cái bệnh nhân ung thư khác mà vô tình đã sử dụng một trong những cái loại thuốc giả ở trên thị trường để điều trị thì liệu là kết quả điều trị đó sẽ đi đến đâu? Chị có thể chia sẻ không ạ? Với một người mà mắc căn bệnh ung thư thì khi mình điều trị cái thuốc tốt mà sự sống nó còn khó khăn, bởi vì là cái căn bệnh này là một cái căn bệnh mà mang tính chất duy trì. Nếu mà bệnh nhân mà dùng cái thuốc giả thì cái việc điều trị nó bị vô hiệu hóa, nó không có cái đáp ứng, nó không có cái tác dụng, thì cái việc tế bào nó tiến triển rất nhanh vì cái bản chất của nó là nhân của cấp số nhân. Do vậy cái điều đấy đã giết đi sự sống, đã lấy mất đi tính mạng của người bệnh nhân. Vâng, quả thực là hậu quả sẽ rất là khôn lường và cái hành động đó thực sự là rất là nhẫn tâm, đúng không ạ? Vậy là một bệnh nhân ung thư thì chị mong muốn là Bộ Y tế của chúng ta sẽ giải quyết sự việc này như thế nào? Với cá nhân tôi và tôi nghĩ cũng như những người đồng bệnh của tôi, họ mong muốn là các cơ quan, ban ngành tham gia vào cuộc giải quyết vấn đề một cách thấu tình, đạt lý, đúng người, đúng tội, để mang lại cái niềm tin cho những người bệnh nhân cũng giống như cho mọi người trong xã hội, để thấy rằng là cuộc sống vẫn có nhiều người tốt. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là xúc động và rất là chân thật của chị Cẩm Bào trong chương trình ngày hôm nay. Xin được chúc cho chị thật nhiều sức khỏe và sẽ có những bước tiến triển tốt hơn trong công việc, trong quá trình điều trị bệnh của mình. Xin cảm ơn chị rất nhiều ạ. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, những chia sẻ của chị Cẩm Bào ở trong chương trình ngày hôm nay có lẽ là một phần nào đó giúp chúng ta hiểu rằng là bệnh nhân ung thư
vốn đã rất khó khăn bởi hàng ngày hàng giờ họ đang phải oằn mình chịu đựng những cơn đau, những vật vã của từng đợt hóa chất, xạ trị mà níu giữ thêm từng giây, từng phút của sự sống. Vậy mà nếu bất kỳ một ai đó có ý định kiếm lợi trên chính nỗi đau ấy của họ thì chỉ có thể là một tội ác. Hơn 9.000 hộp thuốc giả của VN Pharma, dù đã từng được sử dụng hay chưa, điều đó không còn quan trọng ở thời điểm này. Bởi dù gì thì sự thật là nó đã khiến thêm nỗi đau nhói đến tận tâm can từng người bệnh ung thư. Và một lần nữa xin cảm ơn chị Cẩm Bào rất nhiều đã tham gia với chúng tôi ngày hôm nay và chia sẻ cái tâm trạng cũng như tâm tư của rất nhiều người tại Việt Nam của chúng ta, không chỉ là các bệnh nhân ung thư. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai. Thank you.